người to phải cho em to. Nhìn nó chiến ra mà anh nhỉ. Con này vẫn cái con này nó khỏe thật đấy mọi người. Ui, anh ơi. Hả? Hú đào đây. Sao hú đào? Kéo nó vào ao tôi đánh đây ấy. Ừ, hôm nào chiều làm luôn. Không, để dành ăn thử xem ngon không đã, biết đâu cua này có độc không ngon thì sao. Lấy đâu ra độc? Biết được. Ui, nếu mà hút áo mà bắt được khoảng tầm tạ nhờ. Em đi bán nhờ. Chắc được một tạ anh cho em 10 cân ấy. Không, một tạ tao cho mày 1 yến thôi. Để em về em ăn. Để bồi bổ cho mấy con chó săn. Chó ăn cua. Ngươi chả có. Nó mới ngang, ăn cua trong rồi mới ngang. Rồi mới săn mới ăn. Đấy, hải xả vào thì nó thơm nước mũi. Đấy. Đấy. Vừa không anh? Vừa chứ sao vừa. Không vừa bắt nó phải vừa hết. Kiếm cái ống ác phát đấy chứ nhỉ. Đấy, nào. Đây này. Đúng rồi. Lấy cột. Wow. Cua ra chiến đấy. Rồi, thế thôi, thế thôi, đẹp rồi. Tím lật luôn nhở. Cua đá. Rồi, phải bắt lửa đấy. Cái càng con này nó bị tỏi lên này. Bắt lửa đâu. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu lên lửa nhé mọi người nhá. Đây nha mọi người nhá. Ôi trời ơi. Ui. Anh mở bên em, mở bên em. Đây. Cháy vô đây. Nào. Mấy con này đang xây bia. Là vẫn phải cho nước cho bia nha mọi người nhá, chứ không thể để khô được, để khô nó sẽ cháy và khét. Đấy, nó vẫn sống nhá, cua nó vẫn sống nhá, nó chỉ ngất tạm thời thôi. Mình cho nó ngất tạm thời thôi. Dính bia nó rụng dậy đấy nhỉ. À, lưới dây thép đây, buộc lại. Ok nhá mọi người nhá. Đấy, bên này chưa châm à? Chưa, cái bên này chắc là nhanh thôi anh nhỉ. Tại vì cái này nó mỏng. Buộc dây thép vào để tránh những cái con nó sâu. Cái lứa này nó bỏng nhanh, nó chín nhanh lắm mọi người ạ. Cái nướng này thì nó mỏng, không như chê, chê thì nó dày. Rồi, ok bây giờ chỉ đợi thôi nhé mọi người nhá, tí nữa mình sẽ cho mọi người xem cái... Nè, sản phẩm của em, em bắt cái khủng đó. Ở đây, chín rồi. Còn câu cá làm gì nữa, ăn cua lại còn câu cá. Có cá đâu mà câu. To cái gì. Đấy. Đây nha mọi người nhá. À, ôi. Đấy, nó sủi kìa. Nói chung là bia, hấp bia này nó sủi theo. Ôi giời bạc vậy. Nó rất là nắng nhá. Và bây giờ mình sẽ cho nó ra nhá. Không biết là nó đã chín chưa, nhưng mà mình cảm giác là nó chín rồi. Cái độ hấp hơi nó cũng có chín. Gọi là rất là nóng nhá. Lấy đĩa đây. Mày ở đấy nhá. Đâu rồi? Nào sang đây. Ây, tuyệt vời không? Quá là ok luôn nhá. Con này thì hơi nhom nhem, dậy càng. Ui, vẫn còn bốc hơi nóng. Nó phải cua nóng như thế này mới ngon. Cái nứa này nó mỏng thế nên là nó sủi khá nhanh nhá, nhưng mà nó cứ sủi lăm tăm thế này thôi. Cứ lăm tăm thế này thôi. Không được nhiệt, không biết là đủ nhiệt không nữa cơ. Ấy, bốc hơi này. Ú, gì.
Đấy, mình nghĩ là nó sẽ chín đấy, tại vì nó sôi nó cái hơi chín là chủ yếu mà. Đấy. Bốc hơi này. Chưa chín đâu, cứ câu đi. Ôi trời. Tuyệt vời. Ok. Vậy là đứa cù kỳ của anh em mình đã xong nhá, bây giờ chén. Wow. Vậy là đĩa củ kỳ của anh em mình đã... Thơm đấy, củ kỳ á. À, cua núi, ui dồi ôi. Cua núi đã xong rồi nhá, bây giờ mình sẽ thử xem nó thịt nó thế nào nhá. Rồi mình tách một phát cái càng này, với lại cái kia ra nữa. Ui, gạch kìa. Ui. Ui, ui, ui. Khó đấy. Tuyệt vời. Qua đâu? Ui, quả gạch của nó béo ngay luôn. Rồi. Mình làm à, nhá mọi người nhá. Wow. Cạch đó, cạch. Ôi. Xả sướng cái mồm. Đây này, quả càng của nó đây này. Úi. Úi. Cứng lắm anh ơi. Đây. Wow. Đây, cho mày. Cho mày quả càng. Tút bể từ đằng trên chứ. Bể từ trên này à? Ừ. Ui. Wow. Bóp mạnh quá. Thì nó ngọt lắm ấy. Trời ơi. Tuyệt vời mọi người ạ. Ăn nó ngon như kiểu cua Cà Mau ấy nhá. Đây, cho mọi người xem hẳn nhá. Để tách được hẳn ra ấy. Đấy, nhiều thịt lắm nhá. Ảo thật đấy. Ngọt lắm. Tuyệt vời luôn. Cua núi này ăn khác cái gì cua Cà Mau đâu nhỉ? Ừ, Cà Mau. Giống cua Cà Mau ngọt, ngon. Chứ không như cái con cua gì nhỉ? Nã uy hôm trước anh em mình ăn, chặt buồn ăn. Đây, thịt càng của nó đây nhá. Càng của nó thịt này. Đó. Rất là chắc thịt. Ăn nó vừa miếng luôn đấy. Ngon lắm. Không bóp cái gì đấy. Cả càng, quả càng của này của nó rất là chắc, nó khỏe. Thế nên là nó rất là khỏe nhá. Đấy, thấy chưa? Càng này thì so với cua biển thì to ngang nhá, người thì bé thôi nhưng mà to ngang cua biển luôn. À. Úi trời ơi. Này, hãy nhìn cục kia à. Kìa. Cho em cầm ấy. Rồi bạn. Ngọt. Nó ngọt, nó ngon lắm nhá mọi người nhá. Hay như chấm. Phải nói là trên cả tuyệt vời. À, căn bản lâu lâu anh em mình không ăn đồ biển thấy ngon. Nói chung là thèm. Lấy đâu ra một đồ biển mà ăn. Mày đó. À ờ quên. À cua núi của Mao Đệ ngon. Con này nó ở nước lợ hay nước mặn nhỉ mọi người? Ngọt. Ngọt nhỉ. Hai càng nhá. Bình thường thì mọi người thấy một con cua thì càng to càng bé đúng không? Nhưng mà hai con này như con cục kỳ này thì hai càng bằng nhau. Đấy. Hai càng như nhau nhỉ? Anh biết tên của nó à? Như nhau nhỉ? Không bị sợ bị thiệt. Đều như nhau. Ui gạch này. Người nó thì bằng đúng con cua núi. Nhưng mà càng nó thì to như cua Cà Mau. Ngon không? Tuyệt vời không? Làm cái gạch đi. Đấy. Gạch á? Cái gạch chỗ này tao ăn hết rồi. Đếm. Bóc mu. Bóc một con ra. Con nào xương đít không nhỉ? Xương đít nữa. Gạch nó ngon lắm nhá. Béo. Rồi cái người nó thì hơi bé nhưng mà không biết có thịt không. Mình sẽ bách ra cho mọi người xem nhá. Ai da, cũng toàn thịt thôi. Toàn thịt. Ai da, anh cây 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 lên đây em ăn. Cây cây ngon. Cây cây nào nào. Đấy. Ôi. Tăng. Ui. Ngon
còn trắng ơi, con này còn trứng à? Mẹ anh ơi. Thiếu một gọi là ly sâm panh mọi người nhỉ. Gọi là rượu vang ấy, ngon. Ở đây á, thằng mình đang cải tạo thành một khu resort nha mọi người. Cái ao này là mình đào để chống móm mỗi khi đi câu về. Thả cả cá xuống. Đó. Ngon. Nói chung là con cua này anh em mình nướng, à không phải nướng, mà nó gọi là gì nhỉ? Nướng ống tre, à hấp ống tre. Cua hấp bia ống tre đi. À ống nứa. Tuyệt vời nhá. Cái ống nứa này nó kiểu mỏng, nhiệt nó nhanh, không mình cho nước vào thế nên là nó sẽ không bị cháy cái cây. Nên là rất là ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Đây này, ở cái vườn này nó cũng có gì thế nào này. Bả. Có gì? Có gì mà em cần anh ạ? À. Có thịt nhưng mà mình tội gì, mình ăn hẳn cái đời đi. Nhà có điều kiện nhỉ. Tí nữa tao hút ao để tao bắt cho mày một tạ. Một tạ cua. Tí nữa hút ao đi, anh em mình mò đi. Mày mò đi, sâu có 3 mét mấy rồi mà. Bao đệ. Có một tí ở ngoài này mà đã được mấy cua này. Mày cứ lặn được đến đáy, mò được tao lên cục đá thì tao mới cho mày mò cua. Nhớ nhé. Xem lặn được đến đáy không. Mò tốt. Ngon mọi người ạ. Ngon. Nó lại còn mùi thơm của ống nứa nữa cơ. Ngon hơn là cua hấp bình thường ạ. Mùi thơm của xả đã đành mùi thơm ống nứa. Ống nứa rất là thơm. Gạch béo. Ây da. Cái càng chắc lắm nha mọi người nha. Chắc thế nên là mọi người biết cái độ thịt của nó đấy. Cái thịt của nó chắc nó như thế nào đấy. Béo nó ngọt. Nó chắc. Nó dai ấy. Cái thịt nó dai, nó không mềm như kiểu cua hoàng đế đâu. Nhưng mà cua hoàng đế thì nó lại ngon kiểu khác. Nơi mà ăn cái con cua dừa ấy nhỉ. Chắc ngon đấy nhỉ. Con cua dừa mà cái con càng nó to nó kẹp bục quả dừa ấy. Đấy con đấy chắc kẹp trứng người đấy. Con đấy mà ăn càng nó chắc là phì lắm đấy. Tuyệt vời luôn. Úi. Bọc cái càng này cũng phải có nghệ thuật đấy, chứ không phải là bình thường đâu. Đây, đấy. Nó to như thế này cơ mà mọi người. Đây là một nửa của thịt của cái càng rồi đấy. Nó cao thế này. Đây nữa này. Rồi. Càng của mày bé quá. Không đủ sức để đọ. Nhưng mà cũng vừa một miếng đầy đủ ấy. Ăn cua này thì nó vừa tầm nhá mọi người nhá. Cua hoàng đế to thì ăn nó cũng nhanh ngán. Cua này mà ngồi bóc chắc phải ăn được khoảng độ tầm 7 cân. Cứ ngồi bóc ăn này thì lâu hơn. Quá tuyệt vời. Lần đầu tiên là mình biết đến cái con này luôn. Con này thì nói chung là giá thì nó cũng rẻ thôi. 100 mấy một cân. Nó lại to to như này 180 một cân. À, còn như cua núi của anh em mình ấy, đã 100, 101, 102 nhỉ. Có được 150. Nhưng mà cua núi thì không thể so sánh được với con này rồi. Cua núi cái càng nó bé mà thịt nó không có nước, nhiều. Nước lũ cua núi mới nhiều. Còn con này thì nó đẳng cấp rồi. Còn cua núi thì nó thiên về nấu canh hơn ấy. Chiên giòn, ăn cả vỏ. Người ta cũng hấp mà. Hấp nhưng mà nó không có thịt mấy. Một con này bằng mấy con cua núi thịt đấy. Quá tuyệt vời. Wow. Càng nói mà thịt nói nhìn anh à. Cứ cái càng. Tán thịt là nha. Thịt nhá. Tán là thịt luôn nhá. Dã man. Ngọt. Tuyệt vời quá. Ngọt dã man. Ngọt nhỉ. Như lời đáng nghĩ ra anh em mình phải làm
phát ra giữa ngoài kia ăn uống nó ngon đẹp. Hay mai nhưng mình làm bể để chưa đấy. Nhưng mà rất tiếc là cái ao của mình chưa làm xong, chưa kè xong, chưa đấy xong, thế nên là nước mặc dù nó xanh như thế này đấy nhưng mà bờ biếc thì chưa xong, vẫn còn rất là bừa bộn. Bao giờ xong mình sẽ làm choi ra ngoài, ra ngoài câu. Đấy, câu dòng cũng đài. Uống cà phê choi. Đấy. Anh tách tách cái cung này. Ui, nó như thịt. Đấy. Ừ, tăng thịt là thịt à. Đấy. Lâu không ăn đồ biển, quên à. Ăn đồ biển thì em biết ăn, nhưng mà ăn đồ núi à. Ừ, núi, núi nào có cua to này. Mày thấy cua núi ở trên mình to như này không? Thế chẳng nghe con cua biển nó bỏ từ biển chạy lên ăn anh à. Đấy. Tao vừa ship máy bay nó thả xuống đấy đấy. Không tin à? Không tin thôi. Chả. Đáng nhỉ.